Hôm nay mình sẽ test độ đường ở trong quả bưởi nhé. Để nói về chất lượng của quả bưởi thì chúng ta phải biết được là độ đường ở trong quả bưởi là ở mức bao nhiêu. Đối với bưởi Phúc Trạch thì độ đường của nó là ở tầm khoảng 10 đến 12 độ bitit. Độ bitit là độ đường của quả bưởi. Thì hôm nay mình sẽ test thử nhé. Đây mình sẽ hái một quả bưởi như thế này. Quả bưởi này cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ test thử độ đường của quả bưởi như thế nào. Mình test thử thì chúng ta lấy cái tép của nó. Thì nhanh thì chúng ta cắt luôn. Cắt ra như thế này. Đấy. Đây, đây là cái quả bưởi mà nó đã chín rồi. Đây, nó hồng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái máy test độ đường. Ở đây mình có cái máy test độ đường. Đây là máy test độ đường này. Thì mình sẽ cho cái dung dịch của quả bưởi vào đây. Mình sẽ vắt ít nước vào đây. Đấy, và đậy nắp lại. Đấy. Và mình sẽ nhìn ở trong này, mình nhìn trong này này. Để xem được là chúng ta sẽ xem được cái độ đường ở trong đấy. Bây giờ mình sẽ nhìn cho xem. Độ đường của quả bưởi này là 12 nhé, rất là ngọt. Vì bây giờ là cuối mùa rồi cho nên là độ đường của nó rất là cao. Quả bưởi rất là ngọt. Để biết được quả bưởi ngon hay không ngon thì chúng ta đo độ đường là chúng ta phải biết được quả bưởi ngon hay không ngon nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.